bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Trật tự mới ở tiệm cà phê. Các chị đã tới văn phòng của Tử Nhân rồi đó. Gần đây nó mở thêm một tiệm cà phê, trà chiều rất là ngon. À, vậy thì phải thử thôi. Được đó, được đó. Cảm ơn. À. Ê, dạ chào Ruby, vô trong ngồi thôi. À, được, được, được. Tự nhiên tham quan nha. À, đẹp thật đó. Đẹp quá. Trời. Nè. Ờ, Ruby à, 3 giờ rồi. Đúng ra là giờ uống trà chiều, tại sao còn chưa mở cửa hết vậy? Dạ, thật ra Ruby, là... Ruby, Jolie, ý, mở. Ờ, Tử Nhân, mai đưa các dì tới ủng hộ con đó. Chắc là gặp rồi, phải rồi, không? Tử Nhân. Cứ tự nhiên nha. Ờ, được. Nè, Đông Hào đâu, không phải cậu ta coi quán sao? Cậu cũng rất muốn biết đây, đáng ra cậu ta phải tới đây từ 15 phút trước rồi. Ờ, Dana, ờ, cho tôi một tách cappuccino. Phải rồi, tôi cũng một tách, tôi cũng vậy nha. À, được rồi. Ruby, cô có biết pha hay không? Tôi chỉ biết pha cà phê instant, loại khác tôi không biết. Nè, tạm thời cô xuống tìm cà phê ở lầu dưới mua hai tách pha lẫn vào nhau, mau lên. Nè, làm sao có thể làm như vậy chứ? Cậu Hào làm việc kiểu gì vậy? Không phải lần đầu tiên cậu ta thất hẹn đâu má. Thật là ngại quá, em xin lỗi. Nè, hôm nay Đông Hào có chuyện không tới được, em với anh Phi tới thay ảnh. Lần này cậu ta lại có chuyện gì nữa hả? Ờ, hôm nay có thương hiệu hạt cà phê Peru tới Hồng Kông mở hội chợ, anh đi thử vị đó. Được rồi, được rồi. Một chút nữa anh phải họp với Jolie, hai người có việc ở đây đi. À, được, 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 được. Anh đi làm việc đi. Thôi được rồi, cứ giao cho tôi đi. À, cậu Phi, cậu Phi, mấy việc khác để đó, phục vụ khách trước đã. Bọn họ muốn uống cappuccino. Tôi mới đang theo Đông Hào học pha cà phê thôi, tôi vẫn chưa học được đâu. À, không sao đâu, để con pha. Cậu Phi à, gần đây cậu rảnh rỗi lúc nào qua đây cũng được. Nhưng mà Tử Ni giờ này không phải đang đi làm hay sao? Cổ mới nghe Đông Hào phải đi hội chợ thì lập tức xin nghỉ phép ở trong công ty, còn ngồi taxi đón tôi cùng tới làm thay cho ảnh nữa. À. Nè, có sao không vậy? À, không sao chứ? À, không sao, không sao. Ờ, anh đi thay đồ đi. Thế nào hả? Pha cà phê nguyên một ngày mệt lắm sao? Một chút thôi. Massage cho con một chút nha. Cảm ơn má. Đột nhiên con xin nghỉ tới tiệm cà phê giúp một tay, ông chủ của con không trách con sao? Con có xin phép rồi mà. Có điều Đông Hào hình như không phải là lần đầu tiên rồi đó. Anh đi tìm hạt cà phê, còn tìm luôn một cao thủ để học kỹ thuật pha cà phê mới nhất nữa. Anh cũng đâu có chơi đâu. Ồ, vậy còn được. Vấn đề là má nghe giọng điệu của Tử Nhân thì chưa chắc nó đã nghĩ như vậy. Đông Hào cũng nghĩ như vậy đó. Cái gì? Đông Hào không hài lòng Tử Nhân sao? Thật ra anh hai kêu Đông Hào pha cà phê cho khách hàng của anh uống, nhưng mà không có nói rõ có phải thanh toán hóa đơn cá nhân của anh hai hay không. Không viết hóa đơn, không có tính tiền. Anh Hào nói sau này không biết phải thanh toán hóa đơn này làm sao. Xin mời thưởng thức. Cho đây coi thử. Bài trí cũng được lắm. Chúng tôi dành quá nửa diện tích làm tiệm cà phê, hy vọng có thể bù được phí mướn nhà. Nếu như chỗ này đặt một chiếc ghế của nhà thiết kế thì rất là hoàn hảo rồi. Tôi cũng từng nghĩ tới đó. Mùi cà phê thơm thiệt đó. Cà phê ở chỗ chúng tôi rất ngon, cô muốn thử hay không? Cũng được. Đông Hào, pha giùm tôi một tách cappuccino. Chúng ta vào trong đi. Được. Anh không vui sao? Tiệm cà phê này anh cũng có phần mà. Anh thật sự không hiểu tại sao có những lúc anh kêu anh làm việc giống như lộng chủ vậy. Anh nói anh hai, anh là như vậy đó. Những lúc tập trung công việc sẽ không có để ý tới những tiểu tiết đâu. Kêu anh làm gì cũng được thôi, nhưng lại không nghĩ tới chuyện tính tiền tách cappuccino này. Lại. Đây không phải là lần đầu tiên. Anh thường kêu người lên đây họ, lần nào cũng kêu anh pha cà phê phục vụ họ, nhưng mà không lần nào tính tiền hết. À, có lẽ anh hai cảm thấy mấy người đó là khách hàng lớn của ảnh, cho nên mới mời bọn họ uống một tách cà phê thôi mà. Là anh không phải làm như vậy đâu. Ờ, vậy có thể là anh hai dùng tiền cá nhân mời bọn họ uống cà phê, mai mốt sẽ thanh toán lại công ty thôi. Anh không thấy ảnh có ghi hóa đơn gì hết. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Em coi nhanh chưa nói gì. Má nghĩ Tử Nhân chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi. Tại sao con không thẳng thắn nói với Tử Nhân chuyện này? Thật ra anh hai đã rất không hài lòng với Đông Hào. Nếu như con trực tiếp nói đó, con sợ là anh hai sẽ hiểu lầm Đông Hào bôi nhọ sau lưng của ảnh, chẳng phải là tăng thêm mâu thuẫn hay sao? Vậy nếu như trong lòng tụi nó có cái gai, tiếp tục như vậy cũng đâu phải là cách. Nhưng mà một người là anh con, một người là bạn trai của con. Số tiền này á, con thà tự mình chi thì tốt hơn.
Lúc trước cô tặng một phiếu ưu đãi cho Mã Tử nên nó đồng ý mời cô ăn một bữa. Con nói coi cô nên ăn cái gì ta? Cốt à? Hả? Mời ăn cơm lại mời ăn cơm, tội cho bắp tiền của Tử Ni lắm đó. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cô cũng không nỡ sao? Không phải, gần đây Tử Ni có nhiều chuyện buộc phải chi tiền bất đắc dĩ. Buộc phải chi tiền bất đắc dĩ? Anh hai, kêu em trả tiền cho anh nè. Anh nói là tiền cho ly uống cà phê hôm qua. Vậy còn tiền tuần trước anh hợp cùng mấy người ở đài truyền hình? Anh vẫn không tính lần đó. Có thể anh bận quá nên quên mất. Em sẽ nhắc nhở ảnh. Bao nhiêu vậy? 128 đồng. Anh đã chiết khấu phí nhân viên cho ảnh rồi. Còn phải chứ, còn phải chi thêm hơn 100 nữa. Con nhỏ khờ đó thật sự muốn giấu cả đôi bên sao? Tử Nhân ngày nào cũng đưa rất nhiều người tới dân phòng để bàn việc. Lần nào cũng bắt Tử Ni chi tiền trả cho nó. Không phải làm ăn lỗ vốn hay sao chứ? Cho nên mới kêu cô Út thương cho bắp tiền của Tử Ni. Con làm vậy chỉ gạt mình gạt người. Muốn giải quyết cặn kẽ thì phải giải quyết vấn đề của Tử Nhân và Đông Hào. Tử Ni sợ nói ra Tử Nhân và Đông Hào sẽ sức mẻ tình cảm. Nếu chuyện cổ còn như vậy mà không thể đem vui vẻ thiện chí ra mà nói, chuyện làm ăn này rất khó mà hợp tác đâu. Con về rồi. Tử Nhân. Con về rồi sao? Tử Nhân qua đây. Má con có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy? Không, tiệm cà phê của con, khách hàng và bạn bè của con lên đó uống cà phê có thu tiền theo quy định không hả? Con không tính tiền. Ba má không phải giáo huấn con. Có điều hùng vốn làm ăn nhất định phải công bằng một chút. Câu nói này ba má định nói với Đông Hào mới phải đó. Nhớ làm theo căn dặn của đạo diễn. Tối nay đổi đạo cụ, biết chưa? Biết rồi. Bye bye. Ủa, bây giờ mới hơn 5 giờ cậu đi rồi sao? Tối nay em có hẹn cần phải làm. Hiện giờ cũng không có khách. Hôm nay cũng kiếm đủ rồi, cho nên em tăng ca sớm. Em đi trước đây, bye bye. Kiếm đủ rồi. Phải là tụi con đã tính toán mỗi ngày chỉ cần bán 15 tách cà phê là đủ tiền trả phí mặt bằng và phí tàu xe của anh Phi. Nhưng mà nếu như ba cổ đông tụi con muốn chia tiền thì phải nhờ hơn 15 tách cà phê này và cả món ăn nhà bếp của anh Phi nữa. Vậy mà cậu Hào gần đây thường xuyên tự mình tan ca trước giờ như vậy, mọi người nói coi ai mới là người không công bằng. Ba coi, con có ghi lại nè. Con thật sự ghi lại thời gian lên xuống ca của cậu Hào. Con người con sao mà tính toán vậy? Con chỉ muốn ghi lại tiền tăng ca gửi cho anh Phi mà thôi. Con đâu có ý soi xét cậu Hào làm gì. Bà cô làm việc chung với cậu ta lâu như vậy, cậu ta chưa từng trốn đâu. Con không biết lúc trước cậu ta như thế nào. Con chỉ biết là hiện giờ cô ta muốn tăng ca lúc nào thì tăng ca lúc đó. Ngay cả công việc dọn dẹp cũng để lại cho anh Phi làm nữa. Cứ như việc làm ăn này không có phần cậu ta vậy. Mọi người đang nói Đông Hào hay sao? Thật ra các anh chỉ vừa mới hợp tác, cần có thời gian để thích ứng với nhau. Hy vọng sau này cậu ấy sẽ tốt hơn. Yên tâm đi, em sẽ nói với ảnh. Nè, Phi, sao chỉ có một mình anh Đông Hào đâu? Cậu ta vẫn chưa tới. Không phải chứ, sắp 3 giờ rồi vẫn còn chưa tới sao? Cậu ta phải thử hạt cà phê mà. Cuốn tạp chí này tôi để đây mấy hôm rồi. Tôi muốn mua một chiếc ghế của nhà thiết kế, kêu cậu ta cho ý kiến. Mấy ngày rồi cậu ta vẫn chưa trả lời. Cậu ta có coi qua, có thể là vẫn còn chưa quyết định đó. Thôi bỏ đi, tôi tự mình quyết định vậy. Em tới rồi. Tới rồi hả? Em tới đúng lúc lắm. Chút nữa gặp Đông Hào, em kêu cậu ta trả toilet đi. Mấy ngày nay Shirley thường xuyên lên đây họp với anh. Anh không muốn cô trông thấy chỗ này dơ bẩn. Anh đi trước đi. Bye bye. Nè, cô làm gì vậy? Chà toilet đó. Ông chủ nó thường ngày cô ngay cả chén cũng không rửa, tại sao vô cớ lại chà toilet như vậy chứ? Chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà. Nè, đừng làm, để tôi làm cho. Không được, anh là bếp trưởng mà. Anh phải phụ trách nấu đồ ăn, khách hàng bắt gặp sẽ không muốn ăn nữa đâu. Cô kêu Đông Hào một chút nữa tới đây chà đi mà. Thôi đi. Được rồi. Tôi biết rồi. Cô không muốn Đông Hào biết được là Tử Nhân kêu cô ấy chà toilet, phải không? Có những chuyện anh biết, tôi biết, như vậy là được rồi ha. Bếp trưởng à, tôi xin anh ra ngoài đi. Đừng có đẩy tôi mà. Mua được hạt cà phê vừa đẹp vừa ngon rồi đấy. Em làm gì vậy? Chà toilet đó. Chà toilet hả? Thường ngày em không phải ghét nhất là chà toilet sao? Ngay cả vô toilet công cộng em cũng thấy dơ nữa mà. Con người có lúc thay đổi, đột nhiên em rất muốn học chà toilet. Khoan đã. Đâu có ai thích học chà toilet đâu. Anh đừng có hỏi nhiều nữa mà. Tới giờ rồi mở tiệm thôi, đi. Chà toilet hả? Cậu mặc kệ cô đi. Vừa rồi cô kiên quyết nhất định phải chà luôn đó. Hả? Vậy đó. Ê, khoan đã. Có phải là Tử Nhân kêu cổ phải chà hay không?
Tôi đã thiết kế một vài tàu hình đại nhạc hội theo ý tưởng của cô. Cô cảm thấy sao? Anh thiết kế cho tôi đương nhiên là tôi hài lòng rồi. Có điều vừa rồi tôi nhận được ý kiến của nhà tài trợ, muốn tôi đổi chiếc mũ do họ sản xuất ra sân khấu. Không biết về mặt tạo hình có phối hợp một chút được không? Có phải có vấn đề? Nếu như phải gắn thêm một chiếc mũ lên bản thiết kế của tôi thì có chút không hợp. Chắc chắn anh có cách mà, chỉ là có đồng ý làm hay không. Xin lỗi cô nha, tôi thật sự không thể làm vậy. Nếu như cô kiên quyết làm vậy, tôi phải mời một người khác thay tôi thôi. Tôi cũng muốn tốt cho cả hai bên. Nếu như anh thực sự cảm thấy không hợp, vậy cứ làm theo ý tưởng của anh đi. Shirley, tới giờ tới đài truyền hình làm phỏng vấn rồi. Chúng ta đi thôi. À phải rồi, chút nữa phỏng vấn tôi không biết phải trả lời tới mấy giờ. Tôi muốn uống một tách cà phê cho tỉnh táo. Ok. Đông Hào à, em đây. Có chuyện gì? À, tôi muốn uống một tách cappuccino, pha vào chiếc bình này giùm tôi. Xin lỗi cô nha, chúng tôi không làm đồ mang về. Tại sao chứ? Cà phê uống ngay sau khi pha, mùi vị là ngon nhất. Nếu như pha vào bình và mang đi, qua một lát sau, mùi vị của cà phê đã khác. Cũng vậy thôi, tôi không bận tâm đâu. Xin lỗi cô, tôi bận tâm. À, Julie đã không bận tâm, anh đừng có lo mà. Tôi hùng vốn mở tiệm cà phê này là vì muốn pha những tách cà phê ngon nhất cho những người biết thưởng thức nó mà thôi. Nếu như cô kiên quyết phải mua nó mang đi, mời cô qua mấy tiệm cà phê ngoài phố, họ sẽ rất vui vẻ phục vụ cô. Tôi xin lỗi nha. Ok. Ruby à, cô xuống tiệm cà phê dưới lầu mua cho Shelly một tách cappuccino đi. Ok, cảm ơn cô, không có gì. Xin lỗi cô nha, vừa rồi cộng sự của tôi quá cứng nhắc, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Không sao đâu, anh nói cũng rất có lý. Cà phê để lâu quá thực sự có vị hơi chua đó. Cậu Hào pha cà phê rất là có tâm, có điều là cậu ta hơi tự cao. Ê, có lẽ là vậy, anh mới hợp tác cùng với ảnh thôi. Tại sao cô nói vậy? Vừa rồi bộ dạng kiên quyết không pha cà phê mua về của ảnh giống hệt như bộ dạng kiên quyết không thay đổi thiết kế của anh vậy đó. Cô đừng có lấy tôi ra so sánh với cậu ta được không? Hình như anh rất không hài lòng với ảnh. Phải đó, tôi muốn đặt một chiếc ghế nhà thiết kế trong tiệm cà phê. Tôi hỏi ý kiến cậu ta, mấy ngày rồi cậu ta vẫn không trả lời. Có lúc tôi thật sự cảm thấy cậu ta không coi tôi là người hợp tác. Hai người các anh nên ngồi xuống từ từ nói đi. Nếu như cậu ta là bạn của tôi hoặc là đối tác, tôi sẽ nói trực tiếp. Nhưng mà cậu ta là bạn trai của em gái tôi, nếu như chúng tôi có tranh chấp gì, em gái của tôi sẽ rất là khó xử. Vậy anh bất mãn với anh như vậy mà còn giấu sự bất mãn này ở trong lòng nữa. Tới một lúc không thể nhẫn nhịn sẽ bộc phát, sức sát thương sẽ càng lớn. Xử lý sớm sẽ hơn đó. Chuyện gì vậy Tử Nhân? Anh Phi à, tôi đã đặt một chiếc ghế nhà thiết kế, họ mang tới chưa vậy? Chuyển tới rồi, tôi ký nhận rồi, đặt trong tiệm nè. Ý, vậy cậu Hào đi chưa vậy? Còn chưa đi, nhưng mà có lẽ cũng sắp rồi. À, vậy thì tốt. Hôm nay tôi về đó tăng ca đêm, như vậy đi. Cái ghế nhà thiết kế này vừa mắc vừa tốn diện tích. Lãng phí tiền mua một chiếc ghế chỉ bằng dành tiền mua một chiếc máy rang cà phê còn tốt hơn nữa. Thật ra cậu muốn dùng số tiền này làm gì khác, cậu có thể trực tiếp nói với cậu ấy mà. Nói có tác dụng gì sao? Cô Thiên Hậu Shirley đó, nói chỗ này thiếu một chiếc ghế nhà thiết kế, anh liền lập tức nịnh hót nó phải mua. Cậu ta luôn chờ cậu cho ý kiến đó. Tôi nói phản đối có ích hay sao? Thôi bỏ đi, mất công trả nước tình cảm. Nếu như thật sự phải nói, tôi thà nói với anh về mấy hóa đơn này nè. Là hóa đơn gì vậy? Trong đó đều là tiền ảnh chưa có trả cho tiệm cà phê đó. Bao Tử, Shelly, Châu Chấu, Đi Thận, mấy người này đều là khách của cậu ấy mà. Anh muốn giữ quan hệ với khách hàng đó là việc của ảnh. Chúng ta hùng vốn làm ăn, vấn đề tiền bạc có phải nên công bằng một chút không? Cậu định chừng nào nói với cậu ấy vậy? Để coi tình hình sau này đó. Tối nay tôi phải làm rất khuya, tôi đi toilet trước đã. Alo, chuyện gì vậy Tử Ni? Anh Phi à, có phải anh vẫn còn ở tiệm cà phê không? Ruby nói chuyện lúc chiều nay với tôi rồi, mà Tử Nhân và Đông Hào không sao chứ hả? Tôi tưởng rằng bọn họ sẽ cãi lộn, ai ngờ bọn họ trông thấy nhau thì coi như là không có chuyện gì. À, vậy thì tốt rồi. Cô cảm thấy vậy là tốt hả? Lẽ nào anh cho rằng bọn họ cãi lộn mới là tốt hả? Không biết họ cãi lộn sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng mà cứ giữ trong lòng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Thôi vậy đi.
cuốn sổ này có phải của anh không? Em nghĩ cuốn sổ của chúng ta đã bị tráo đổi. Cậu ghi lại Shelly bọn họ đã uống bao nhiêu tách cà phê à? Anh cũng ghi lại em đi làm tăng ca vào giờ nào. Tốt rồi, chứng cứ rõ ràng rồi, sau này tính toán hóa đơn cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy tiền của bọn họ. Em biết cậu tưởng rằng tôi sẽ không thanh toán sao? Nếu như không phải, em chưa bao giờ nghe thấy anh nói tính tiền mấy hóa đơn này. Số hóa đơn này trước giờ tôi ghi rất rõ. Cậu có thử phía cuối cuốn sổ đi. Mỗi lần bọn họ lên đây họp gì, ăn gì, uống gì, tôi đều ghi chép tất cả. Tôi không muốn thanh toán vụn vặt mỗi lần, gia đình cuối tháng trả tiền một lần. Cậu tưởng rằng ai cũng không có lòng giống như cậu hay sao? Em không có lòng thế nào? Tôi cảm thấy cậu không toàn tâm toàn ý đối với chuyện làm ăn. Anh dựa vào gì nói em như vậy? Nếu như cậu có lòng thì sẽ không thường xuyên tới trễ về sớm, không biết cậu bận rộn chuyện riêng gì nữa. Anh tưởng rằng em đi chơi hay sao? Em chỉ muốn tiệm cà phê của chúng ta có hương vị riêng biệt thuộc về chúng ta, cho nên em đi khắp nơi tìm mua hạt cà phê pha thử. Nhưng mà muốn thử chuẩn mùi vị nhất định phải rang hạt cà phê tươi nguyên. Không dễ dàng gì em mới hỏi được nhà sản xuất đối chịu cho em mượn mấy rang cà phê để xài. Có điều bởi vì phải cân đối thời gian với họ, cho nên em mới tăng ca sớm hoặc là chờ cà phê rang xong mới về tới đây. Lẽ nào chuyện vụn vặt như vậy cũng phải báo cáo với anh hay sao? Tự nhiên không chỉ phàn nàn cậu tới trễ về sớm đơn giản vậy thôi đâu. Ngoài chuyện này ra, không có điều gì cần phàn nàn nữa. Lúc nào cậu cũng kêu Tử Ni làm thay cậu, nó có công việc chính thức cần phải làm. Là Tracy cổ thuyết phục được ông chủ, em mới kêu cổ để cổ giúp em, mới kêu cổ tới đây thay ca em. Còn tốt hơn anh kêu cổ phải chà toilet. Tôi kêu nó chà toilet hồi nào chứ? Là tôi kêu nó nhắc cậu phải chà toilet. Chắc chắn là nó sợ cậu không vui, cho nên tự mình làm thôi. Em hiểu rồi. Anh cho rằng em đi chơi, thấy không phục, sai việc em chà toilet. Em nói với anh, nếu như không phải vì anh định hót Shelly, lãng tiền mua cái ghế đó, em sẽ đủ tiền dành dụm để mua một chiếc máy rang cà phê, không cần ra ngoài mượn máy của người ta để mà xài đâu. Cậu sớm nói chuyện này với Tử Nhân là tốt rồi. Còn cần nói sao? Vì em làm tất cả đều là cam kết hợp tác của chúng ta. Cam kết hợp tác gì chứ? Không phải anh không nhớ nữa chứ? Tối đó, sau khi chúng ta khai trương đó. Được rồi, vì hôm nay chúng ta khởi nghiệp thành công. Cạn ly. Được, cạn ly. Anh không uống được rượu đâu, anh bị dị ứng đó. Không sao đâu, hôm nay vui như vậy mà. Từ giờ về sau, tôi sẽ chính thức trở thành ông chủ của tiệm cà phê. Cuối cùng không cần gì một số tiền lương mai một cuộc sống của bản thân mình nữa. Nè, không phải cậu chứ? Cậu được nhận lương còn than thở nữa hả? Nè, có lương thì sao chứ? Tiền lương bèo bọt, chỉ vì một chút tiền lương như vậy mà từ bỏ cuộc sống cá nhân tươi đẹp hả? Cậu nói đúng, tiền kiếm không hết được. Quan trọng nhất là chúng ta sống cuộc sống bản thân mình muốn sống. Mấy người muốn sống cuộc sống thế nào? Em muốn có một sự nghiệp có thể duy trì được cuộc sống của mình, không cần mày một lý tưởng đi thỏa hiệp, không cần làm những việc bản thân mình không muốn làm. Đồng ý. Nè, tiệm cà phê của chúng ta sẽ kiếm được tiền chứ? Không kiếm được tiền không sao hết, chủ yếu nhất là đủ chi trả lương và thuê mặt bằng, vậy là đủ rồi. Không sai, kiếm đủ thì nghỉ. Một người đồng ý. Hai người đồng ý. Ba người đồng ý. Nè, có chuyện anh Phi. Cái này sẽ là tôn chỉ của tiệm cà phê chúng ta. Nè, chúng ta dùng viết ghi lại đi. Có. Cậu có giấy sao? Lấy tờ giấy qua đây. Em còn có một đề nghị. Nếu chúng ta đã cùng nhau mở tiệm cà phê, nhất định phải làm việc thật là vui vẻ. Làm việc vui vẻ? Vui vẻ vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải không ngừng tiến bộ. Không ngừng tiến bộ. Phải làm người tốt hơn trước. Làm người tốt hơn trước. Cạn ly. Trong này toàn bộ đều là cam kết hợp tác của chúng ta nè. Lúc nào anh cũng giữ tờ khăn ăn này sao? Mấy người có thể say xỉn, nhưng mà tôi thì không. Nhắc nhở lẫn nhau, cùng nhau là một người tốt hơn trước. Đây chính là mục tiêu lớn nhất mà ba người chúng ta cùng nhau mở tiệm cà phê này muốn mà. Anh cũng có phần mà. Nè, mấy người tôi không dám nói, còn tôi ha, tôi ở đây mỗi ngày đều có tiến bộ của riêng mình. Hiện giờ tôi sắp học được cách pha cà phê luôn rồi đó. Tôi cũng học được làm sao làm cơm trứng cuộn. Em mới là lợi hại nhất nè, em học được làm sao chà toilet. Vậy là chỉ có một mình tôi không có tiến bộ hay sao? Anh đó, anh chỉ biết suốt ngày định bợ Shelly thôi, lãng phí tiền mua một chiếc ghế. Chiếc ghế đó tôi mua không phải là vì Shelly. Tôi thấy Tử Ni thường xuyên ngủ ngoài đó đợi cậu, cho nên tôi mới mua một chiếc ghế dành tặng cho nó thôi. Thì ra là vậy. Cảm ơn anh mua một chiếc ghế được, em ở đây đợi anh. Các anh, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Được lợi nhiều nhất chính là em đó. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể cùng chung một phương hướng, chúng ta lo gì một vài gia chạm nhỏ, phải không? Cũng đúng, có cãi nhau chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu như là vậy, từ bây giờ trở đi, chúng ta có chuyện gì cũng thẳng thắn nói ra đi. Tôi nói trước nha, tôi cảm thấy sau này nên do cậu chà toilet cũng được. Có điều em cũng có đề xuất. Em cho rằng tên của tiệm cà phê này không thể tùy tiện gọi là cà phê văn phòng Mã Tử Nhân. Điều này không công bằng với các cổ đông khác như tụi em. Anh phải nghĩ một cái tên khác. Tại sao tôi phải nghĩ chứ? Cảm thấy không công bằng chính là cậu mà. Đơn giản một chút thì kêu là tiệm cà phê Nhân Ni Hào. Có được hay không? Không được. Chà, anh kỹ tính nhất, đương nhiên anh phải nghĩ. Nè, có những lúc tôi thật sự không biết cậu thích Mã Tử Nhân ở điểm gì nữa. Nè, mà nói một câu giùm cho em đi mà.
chuyện của anh em nhà các người anh đâu có tiện nói vào. Anh em tốt. À, anh Phi, anh nói mau lên. Tôi không có nói đâu nha. Tí Ni, tiệm cà phê này tại sao gọi là nhà bếp lãng mạn vậy? Thực ra lãng mạn là một kiểu thái độ của cuộc sống. Tôi còn muốn mỗi một người khách tới đây có thể thả chậm bước chân, cảm nhận rõ ràng từng tiểu tiết của cuộc sống. Sản phẩm của chúng tôi tạo ra từ sự tinh tế, chăm chút và cầu kỳ, cho nên chúng tôi gọi là nhà bếp lãng mạn. Có ý nghĩa lắm đó. Ê, ai nghĩ ra vậy? Là con nghĩ ra. Lãng mạn kiểu thái độ cuộc sống này làm nghĩ ra trước mà. Cậu nói là mạn nghĩa là chậm, tôi chuyển nó thành mạn trong lãng mạn, nâng tầm của nó hơn. Vấn đề là phải có người chú thích bên cạnh mới có thể hiểu được chứ bộ. Tôi chính là người muốn người ta nghĩ sâu xa hơn. Em cảm thấy anh đang chống chế thì có, tôi không thể chống chế. Tử Ni à, không phải con nói hai đứa nó đã hòa nhau rồi sao? Chính bởi vì không sao mới có thể tranh luận không nhường nhịn ngại ngùng như vậy đó. Đúng vậy, vậy. Trong sự ôn hòa nhất định mới có thể dung nạp mâu thuẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.